Chào các bạn, em có chào ơi, chào lại với chương trình của mình và mình là FD Không Xuyên Vô đây. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để hack để hack Tixan để có hàng triệu, hàng nghìn euro miễn phí. Hay nếu thích video của mình hãy cho một like, share, subscribe mọi cái video của mình bên dưới nhất nha. Ok rồi, chào tên mà lên của Chrome nè, Chrome nè, thì cái link để dưới phần mô tả nha. Và để phần lượng tin rồi bằng vô link một giây, lên một giây nè, cái link này nha. Bạn nhấn xác minh hình ảnh này, bạn nhấn vào đây với cùng cấp cha không chính xác cái quái gì đấy. Có một sao
chưa lùi lùi quá. Xéo cửa lớp đã. Quay chọc trời ơi. Trời siêu nhân luôn, siêu nhân. Nhân là siêu nhân. Trời ơi, đừng được 25, 22, 22, 24. Mà ghê gì. 26. Hay ghê không. Rồi 28 luôn, trời 29. 30. 31. Đăng ký rồi. Cô bóc 1.000 đăng ký.